Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây ở ngay trước cửa một cái trung tâm đăng kiểm hàng đầu của nước Đức, đó là trung tâm DEKRA. Ở đây tất cả những cái phương tiện giao thông lưu thông như ô tô và từ xe tải đến xe con và những cái thiết bị máy móc mà khi muốn tiêu thụ và được phép sử dụng ở Cộng hòa Liên bang Đức thì đều phải đăng kiểm ở đây và ở một cái công ty khác nữa, tức là ở đây không có nhiều những công ty như vậy. Và như các bạn đã biết, ông Phạm Nhật Vượng trong thời gian vừa qua đã cố gắng nhập dây chuyền về để sản xuất những cái chiếc ô tô, những chiếc xe để đưa và lưu thông ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra của chúng tôi thì chúng tôi phát hiện ra rằng những chiếc xe đó chỉ có một cái chức năng rất đơn giản, đó là vận hành và cái vấn đề mà bảo hiểm cũng như là vấn đề về mặt kỹ thuật của những chiếc xe đó đang bị đặt ra bởi vì là đã không rõ ràng. Vâng, thưa các bạn, tôi xin đọc lại những cái thông tin về việc ông Phạm Nhật Vượng đã đưa chiếc xe VinFast Fadi đi gửi để kiểm tra ở một số nước châu Âu mà theo như cái bài báo này đã đăng tải. Đây là bài báo ở trên báo giao thông đã đăng tải những cái chiếc xe VinFast Fadi đã được đưa đi đăng kiểm ở nước châu Âu, trong đó có một tổ chức rất lớn tại châu Âu. Đó là tổ chức có tên là Euro NCAP. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn về cái vấn đề này, bởi vì những cái thông tin mà trong nước đăng tải đã không chính xác. Và tôi xin đăng trích dẫn cái nội dung mà bài báo đã đăng về việc xe của ông Phạm Nhật Vượng VinFast Fadi đi đăng kiểm tại Euro NCAP. Euro NCAP là chương trình đánh giá xe khắc nghiệt nhất thế giới. Những thông tin mới đây về việc những mẫu xe ô tô VinFast được gửi sang thử nghiệm tại các trung tâm thử nghiệm xe tại nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy hãng xe này đã chuẩn bị để đối mặt với cuộc thử nghiệm khắc nghiệt nhất hiện nay. Một chương trình đánh giá an toàn xe ưu tú uy tín từ nhiều năm nay chính là các bài thử nghiệm của Euro NCAP, tức là chương trình đánh giá xe mới của châu Âu. Đây là chương trình đánh giá xe mới của cộng đồng châu Âu với những bài kiểm tra khắc nghiệt nhất hiện nay. Vâng, đây là bài báo rất rõ ràng và hiện nay vẫn đang còn ở trên mạng, và chúng tôi cũng đã đưa đường link này để các bạn tự tham khảo về việc là công ty VinFast đã đưa cái dòng xe của công ty này đến Euro NCAP để kiểm tra. Và thực trạng cái việc đó ra sao thì ngày hôm nay chúng tôi xin công bố cái thông tin rất mới mà chúng tôi vừa nhận được từ Euro NCAP. Và đây là cái nơi mà đã gửi nơi mà chúng tôi đã hỏi thông tin và đã gửi thông tin cho chúng tôi. Và chúng tôi xin công bố với các bạn về cái nội dung rất quan trọng này. Đây là Euro NCAP, là một cái tổ chức hoàn toàn độc lập. Và những cái phương tiện và những cái ô tô mà lưu hành hoặc đưa vào châu Âu hoặc là muốn lưu hành để được đánh giá cao thì đưa vào đây để họ tự đánh giá một cách hết sức khách quan. Vâng, đây là... Và tôi xin gửi đọc các bạn cho các bạn cái thông tin về... Và chúng tôi đã nhận được cái thông báo. Đây là cái thông báo. Vâng, đây là cái thông báo từ Euro NCAP đã gửi thẳng trực tiếp cho chúng tôi, mà chúng tôi bằng tiếng Anh chúng tôi xin chia sẻ cho các bạn. Và sau cái chương trình truyền hình trực tiếp này thì tôi cũng sẽ đưa cái thông tin này vào trong cái comment ở phía dưới để các bạn tiếp tục tự nghiên cứu và các bạn cũng thể hỏi thêm. Và tôi xin trích đăng cái thông tin và dịch toàn bộ cái thông tin này sang để các bạn trong và ngoài nước cùng biết. Và đây là bản tiếng Việt mà chúng tôi đã dịch ra để đưa cho các bạn. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa lên đây để cho các bạn cùng tham khảo. Và những người mua xe hoặc là chuẩn bị mua xe, hãy đọc những bản thông tin này để biết về sự thật về chiếc xe VinFast Fadi ra làm sao. Và thưa các bạn, rằng cái dòng chữ rất to ở giữa chúng ta đã nhìn thấy ạ. Vâng, họ đã trả lời chúng tôi rằng câu hỏi là: xin các ngài cho biết trung tâm Euro NCAP đã tiến hành thử nghiệm mẫu xe ô tô Việt Nam mang tên VinFast Fadi chưa? Nếu đã thử nghiệm, xin cho biết thời gian và kết quả của cuộc thử nghiệm này. Và đây là cái trả lời của Euro NCAP. Họ nói rằng là: xin chào, rất tiếc là các loại xe VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong năm 2019 của chúng tôi. Và một số cái nội dung khác nữa. Tức là điều rất quan trọng là họ nhấn mạnh rằng là cái việc là rất tiếc các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong 2019 của chúng tôi. Có nghĩa là trong cái thư này họ đã nói rất rõ về cái việc là mặc dù là báo chí trong nước đăng với cái trả lời của công ty VinFast thì nói rằng là đã đưa cái xe này đến Eurocat để
Eurocap này để kiểm tra. Thế nhưng mà theo cái thông báo, thông tin chúng tôi vừa nhận được sáng nay thì công ty VinFast không hề gửi những chiếc xe này sang đây để thử, và cũng họ cũng không hề nhận được cái thông tin mà công ty VinFast gửi. Vậy thì chúng ta phải đặt ra thêm cho những người sử dụng xe trong và ngoài nước được biết rằng là vậy những cái chiếc xe khác đã được nói rằng là gửi đi 4 châu lục và nhiều nơi khác nhau, hơn 10 nơi khác nhau để kiểm tra, nó có thật hay không, và hay là đấy là cái vấn đề là có một vấn đề rất quan trọng đằng sau đó, tức là thực ra là chiếc xe VinFast, nếu mà theo cái trả lời của Eurocap này thì là họ đã nói rằng là không hề gửi sang và cũng không nhận được, và họ cũng không thử cái xe của VinFast nào trong năm 2019. Đây chúng tôi xin dơ lại một lần nữa cái thông tin để các bạn biết, đây là thông tin rất quan trọng mà chúng tôi công bố ngày hôm nay để cho các bạn trong và ngoài nước biết, những cái người đã và đang và có thể sẽ sở hữu cái xe VinFast đó biết được cái thông tin mà sự thật và cái chi tiết cụ thể này tôi sẽ gửi vào đây cho các bạn sau cái bài tường thuật này, để các bạn có thể tự tham khảo và các bạn có thể tự hỏi đến nơi mà có trả lời chúng tôi, đó là Euro NCAP. Và bởi vì chúng tôi là cơ quan báo chí, chính vì báo chí cho nên là họ đã trả lời rất nhanh và cụ thể, và họ chịu trách nhiệm với cái việc trả lời đó, và họ nói rằng là rất tiếc các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm năm 2019 của chúng tôi. Đây các bạn đọc rất rõ cái nội dung đó mà chúng tôi đã dịch ra tiếng Việt, phần tiếng Anh tôi sẽ gửi các bạn vào trong lúc nãy lát nữa. Và đây là cái nơi mà trả lời chúng tôi, và cũng là nơi mà hãng xe VinFast đã trả lời báo chí trong nước và nói rằng là có gửi xe sang đây để thử, nhưng mà họ nói rằng rất rõ ràng rằng là họ không nhận được bất cứ chiếc xe nào và không thử một cái xe nào của VinFast cả. Thì thông qua cái việc này thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà ông Phạm Nhật Vượng cũng như là cái công ty VinFast ở trong nước đã làm những cái điều mà có lẽ là không đúng, và nó rất nguy hiểm đến tính mạng của những cái người dân trong nước sử dụng chiếc xe này. Bởi vì với cái công bố họ đã nói rằng có hàng chục nghìn người đã đăng ký cái xe này rồi, đã đặt tiền, đã mượn mộ lấy xe và có thể sẽ lấy xe, thì những chiếc xe như vậy không đảm bảo cái, không có tiêu chuẩn, không đảm bảo cái chất lượng để lưu thông trên đường, bởi vì nó không được đánh giá về độ an toàn. Các bạn cũng đã biết vào tháng 3 năm 2019 thì theo cái tờ báo của Việt Nam đăng, thì đây tờ báo này đăng ạ. Đây. Vâng, thì họ nói rằng là ngày 20 tháng 3 năm 2019 thì trong cái lô đầu tiên là 155 xe thì đã gửi nhiều xe sang 14 nước 4 châu lục để kiểm tra, và trong đó thì có Euro NCAP. Đấy. Và cái vấn đề này đã hoàn toàn là sai, bởi vì là Euro NCAP đã trả lời chúng tôi rằng trong năm 2019 họ không hề nhận được chiếc xe nào của VinFast để thử. Và cái vấn đề này đã đặt ra cái chuyện là những cái chiếc xe đó khi mà không đạt tiêu chuẩn chất lượng thì thông thường ở đây thì sẽ không được điều hành và không được đem ra bán. Và tất nhiên là những cái người mà đã chót mua những chiếc xe như thế này thì rồi thì có thể là đem trả lại và đòi bồi hoàn cái thiệt hại mà cái xe này đưa ra. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những cái vấn đề này? Đây là hình ảnh của tổng giám đốc, chủ tịch, tức là đây của hình ảnh của chủ tịch VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy. Và bà ta cũng vừa nói trên báo chí rằng sau khi chúng tôi đăng những cái tin này thì bà ta cũng đã nói trên báo chí rằng là chiếc hatchback có giá gần 400 triệu VinFast không thu một đồng lợi nhuận nào. Vâng, tức là bà ta nói rằng bà ta là không thu lợi nhuận trên cái chiếc xe mà chúng ta vừa mô tả, là họ bên này họ nói là không có nhận được chiếc xe nào để thử cả. Vâng, thì đây là bà Lê Thị Thu Thủy. Theo luật của Việt Nam cũng như luật Đức thì tất cả những cái phương tiện lưu thông trên đường trước khi đưa ra sử dụng và đưa đến người dân dùng thì phải được đánh giá chất lượng, phải được kiểm nghiệm rất cẩn thận. Và những cái thông tin mà tôi vừa đưa ra thì rõ ràng là có thể đưa những cái người lãnh đạo của công ty VinFast và những cái người liên quan, chịu trách nhiệm liên quan có thể phải khởi tố vì tội là lừa dối người tiêu dùng. Và với cái thông tin này chúng tôi đưa ra thì các bạn và hàng chục nghìn người Việt Nam sẽ không bị đây các bạn xem thông tin họ trả lời là hàng chục nghìn người Việt Nam, những người có thể là sẽ sở hữu những chiếc xe này sẽ không bị tai nạn, và trên hàng chục nghìn chiếc xe đó là chở hàng nghìn trẻ em, phụ nữ, và đấy là cái điều rất nguy hiểm nếu mà với những chiếc xe mà lưu thông mà không có cái chứng chỉ về an toàn và không được kiểm tra, kiểm định chất lượng.
nếu mà chỉ đơn giản mua phụ tùng về, sau đó lắp ráp và sau đó chỉ việc bán cho những người dân mà không chịu trách nhiệm về cái chất lượng của những chiếc xe như họ đã nói, thì điều đó rất là nguy hại. Và những cái người đã mua xe, đang và có thể sẽ lấy xe này, thì có quyền với cái điều này thì họ có quyền đưa ra cái hiệp hội người tiêu dùng và có thể kiện cái công ty VinFast này và để yêu cầu bồi thường thiệt hại và cho những cái hãng bán xe, tức là những cái đại lý bán xe đó, và những cái người mua xe cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại và trả lại tiền. Và bởi vì các bạn phải biết rằng là khi chiếc xe mà không có cái tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo thì những cái hãng bảo hiểm họ cũng sẽ không làm việc và họ sẽ không đền bù cho những cái chủ phương tiện sử dụng những chiếc xe mà không đảm bảo cái chất lượng để lưu thông. Và điều này thực sự là một cái tội ác, và đây là một cái việc mà tội phạm hình sự đối với Đức. Nếu mà các bạn đem đến xe đến những cái nơi mà đăng kiểm thế này mà nó lại không có cái chứng chỉ gì cả mà đến, thì chắc chắn là họ sẽ thu luôn xe lập tức, họ sẽ lập tức thu xe và họ sẽ đưa xe này để kiểm tra chất lượng và họ sẽ đánh giá và họ sẽ phạt cho cái nhà sản xuất rất nhiều vì cái việc mà đã đưa vào lưu thông những cái xe mà không được kiểm tra chất lượng và không đảm bảo cái an toàn cho những người sử dụng. Các bạn hãy tưởng tượng nếu mà chúng ta đi những chiếc xe như vậy chỉ tốc độ trong thành phố 30-40 km/h thì có thể nó còn chưa xảy ra những tai nạn lớn, nhưng mà nếu các bạn đi trên những đường cao tốc với tốc độ 100 km/h và hơn nữa thì các bạn gặp ổ gà và các bạn thì những chiếc xe đó chưa được thử nghiệm thì không biết là cái độ trơn trượt bám đường thế nào khi trời mưa, rồi khi mà tăng tốc và vượt làn ra bên làn ngoài và làn trong thì có thể gặp rất nhiều nguy hiểm cho những cái xe, bản thân những cái xe đó và những người ngồi trên xe đó, và đồng thời là những cái phương tiện lưu thông đi bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì khi chiếc xe mà không an toàn thì chắc chắn rằng là nó có thể gây tai nạn cho những người xung quanh và những người đi bộ và những người đi xe đạp, xe máy và cả những phương tiện lưu thông khác. Thì đây là một cái tội ác rất lớn mà chúng tôi đã phát hiện ra và công bố với các bạn. Và cũng các bạn cũng phải hiểu rằng những cái thông tin, để có những thông tin như thế này để phục vụ các bạn thì chúng tôi cũng phải rất chi tiết về những cái vấn đề và thủ tục và những cái yêu cầu hỏi những cái nơi mà họ trả lời và họ sẽ trả lời chúng tôi để cung cấp cho bạn đọc. Và cũng có những cái thông tin rằng những cái công ty như VinFast sẵn sàng để trả nhiều tiền để cho chúng tôi, có thể nói là để chúng tôi không đăng hoặc là chúng tôi đăng một hình thức khác. Nhưng mà cái điều đó thì hoàn toàn không thể chấp nhận được, bởi vì với cái sự là an nguy tính mạng của hàng chục nghìn người Việt Nam của chúng ta, cũng như là những cái đứa bé và những người phụ nữ đi trên xe đó và những cái người những cái đi cùng những phương tiện lưu thông ở trên đường, thì những cái chiếc xe đó chắc chắn sẽ gây ra những tai nạn rất lớn và cái hậu quả là không lường trước được, và cũng không có bảo hiểm nào lại đi bảo hiểm cho những cái xe mà không có cái kiểm tra. Và đây là một bằng chứng cho thấy rằng là cái thông tin về việc VinFast nói rằng đưa xe sang Euro CAP NCAP để kiểm tra là hoàn toàn không đúng, bởi vì họ đã chính thức trả lời chúng tôi rằng là không, trong năm 2019 họ không nhận và không kiểm tra bất cứ một cái chiếc xe nào của VinFast cả. Và điều này thì thật là nguy hại cho những cái phương tiện lưu thông ở trong nước, cho những người đã mua xe của VinFast và những người sẽ mua. Thì chúng tôi nghĩ rằng là các bạn sau khi biết những thông tin cụ thể như thế này thì hãy suy nghĩ lại cái vấn đề mà mua xe, sử dụng xe để sao làm sao cho nó an toàn nhất cho gia đình của mình. Cũng qua những cái thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì thực ra VinFast không có đăng trong bất cứ cái thông tin nào về cái tiêu chuẩn Euro của chiếc ô tô, đấy là tiêu chuẩn về độ khí thải môi trường, cũng không được đăng, mà chúng tôi phải tự tìm hiểu trong một cái địa chỉ ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đấy là một cái đại lý là